Vâng, xin kính chào toàn thể quý cô bác cô chị. Chào mừng quý cô bác cô chị đã quay trở lại với kênh bán hàng của em Công Ô Tô. Ngày hôm nay thì Công Ô Tô sẽ giới thiệu cho toàn thể quý cô bác quý chị một chiếc SUV gầm cao máy thoáng đến từ nhà sản xuất của Mazda. Đây là một chiếc Mazda CX-5 sản xuất năm 2015, phiên bản số tự động, động cơ 2.0, đăng ký 5 chỗ ngồi. Giá chào bán gửi tới toàn thể quý cô bác quý chị chiếc Mazda CX-5 này với giá bán là 595 triệu đồng. Vậy quý cô bác quý chị nào mà đang cần tìm cho mình một chiếc Mazda CX-5 2015 số tự động, xe có trang bị như là đèn pha là đèn bi cầu này, xi nhan trên gương này, điều hòa tự động hai vùng này, có đề nổ này, có cruise control, có cửa sổ nóc đầy đủ 6 túi khí an toàn, thì hãy liên hệ với Công Ô Tô qua số hotline của em là 0984 883 980 để được hỗ trợ tư vấn mua bán trực tiếp cũng như đặt lịch hẹn xem xe và chạy thử xe nha quý cô bác các chị nhé. Chiếc Mazda CX-5 này thì vẫn hỗ trợ vay vốn trả góp lãi suất ngân hàng cho các bác, có thể sẽ vay được tầm khoảng 60% giá trị xe cho quý cô bác quý chị nhé. Vậy quý cô bác các chị nào mà đang cần tìm mua cho mình một chiếc Mazda CX-5 thì hãy liên hệ với Công Ô Tô qua số hotline là 0984 883 980 để được hỗ trợ tư vấn mua bán trực tiếp cũng như là giải đáp tất cả các thắc mắc của toàn thể quý cô bác quý chị về thủ tục vay vốn trả góp lãi suất ngân hàng. Và quý cô bác quý chị nào mà xem video của Công Ô Tô chưa đăng ký kênh để tiện theo dõi thì quý cô bác quý chị hãy vào đăng ký kênh, bấm thông báo, bật hình quả chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất tiếp theo khi em Công lên sóng review những mẫu xe mới nhất về bên Công Ô Tô cũng như là những buổi livestream báo giá vào lúc 7 giờ buổi tối tất cả các ngày trong tuần ạ. Và bây giờ mời quý cô bác quý chị chúng ta sẽ xem chi tiết về chiếc Mazda CX-5 2015 này. Đèn pha là đèn bi cầu rồi, có đèn gầm và mí đèn gầm đầy đủ cho bác luôn. La răng đúc đẹp, phanh ABS chống bó cứng an toàn 4 bánh. Ốp chân cái cánh cửa này, tay nắm cửa này, viền chân kính đều được ốp bọc mạ chrome cao cấp sáng bóng đẹp đây nha quý cô bác quý chị nhá. 4 lốp thì còn tương đối mới đẹp này. Và đặc biệt là chiếc Mazda CX-5 2015 này là tư nhân chính chủ, một chủ sử dụng từ đầu các bác nhá. Một chủ sử dụng từ đầu đấy ạ. Đó, một chủ sử dụng từ đầu. Quý cô bác các chị nhá, nên là xe thì đi bác chủ đi rất là giữ gìn luôn. Đó, đây có đèn cảnh báo hậu trên cao, anten vê cá đầy đủ, đèn hậu phía sau rất là trong sáng và đẹp đây nha quý cô bác các chị nhá. Lốp mới CX5. Đây ạ. Xe thì cực kỳ sáng đẹp, màu vàng cát đẹp cho toàn thể quý cô bác quý chị rồi. Còn chần chờ gì nữa mà quý cô bác các chị không nhanh tay nhấc máy lên và liên hệ với Công Ô Tô qua số hotline là 0984 883 980 để sở hữu chiếc Mazda CX-5 2015 này. Chiếc này thì có cả chức năng rửa đèn pha đầy đủ cho toàn thể quý cô bác quý chị này. Đây đèn pha đây, rất là trong nha các anh nhá, đèn pha 2015 và trong sáng đều như năm 2020 luôn. Đấy, đèn gầm có mí đèn gầm đầy đủ cho toàn thể quý cô bác quý chị đây. Mặt ca năng đều được ốp bọc mạ chrome cao cấp sáng bóng đẹp cho toàn thể quý cô bác quý anh chị rồi. Đây ạ, chúng ta sẽ xem tiếp. Gương kính con này là gương kính zin hết. Và con này thì có khóa cửa nút bấm trên cánh cửa này. Tay nắm cửa ốp mạ chrome cao cấp sáng bóng đẹp. Đấy. Gương kính chỉnh điện đầy đủ nha các anh á. Cục mở điện đầy đủ luôn. Đây, táp ly đây. Con này thì bao check hãng toàn quốc cho toàn thể quý cô bác quý chị. Xe bao đẹp luôn cho toàn thể quý anh chị đây. Đấy. Bao check hãng và bao đẹp luôn cho các bác luôn. Ghế lái chỉnh điện đây nha quý cô bác quý anh chị nhá. Tất cả những cái bậc lên xuống ở trên 4 cái cửa bậc lên xuống thì đều có ốp lốc chống xước hết rồi. Đây ạ. Ghế thì nó là ghế bọc da zin xịn nguyên bản theo xe. Đây có cả tích hợp túi khí trên ghế này và trên các cột nha các anh nhé. Rồi có hệ thống chống trơn trượt, hệ thống bám đường, rồi áp suất lốp đầy đủ đây nha các anh nhé. Vô lăng tích hợp bàn phím kết hợp dành tay nghe gọi này, và có điều khiển bằng giọng nói đầy đủ nha các anh nhé. Đây ạ. Rồi có cả cruise control hỗ trợ hành trình đầy đủ cho toàn thể quý cô bác quý anh chị đây. Xe thì có trang bị một chiếc đầu đĩa DVD, màn hình cam lùi đầy đủ cho các bác luôn. Đấy, điều hòa tự động hai vùng đây nhá quý cô bác quý anh chị nhá. Điều hòa tự động hai vùng, đề nổ start stop đây ạ, có trang bị nút đề nổ start stop đầy đủ đây. Đấy, đề nổ start stop đầy đủ. Rồi có gương điện đây ạ, gương điện chống lóa trong xe đầy đủ, có cửa sổ trời đầy đủ đây nhá quý cô bác quý anh chị nhá. Cửa sổ trời đầy đủ. Đấy, trần thì là vẫn là trần bọc và nỉ nhá các bác nhá, trần vẫn là trần nỉ zin nguyên bản theo xe. Zin nguyên bản theo xe đây, phần phía sau đây cho bác cùng xem đây. Đấy, táp ly táp lô của em nó này, táp ly đây. Đấy, chất đẹp luôn các bác nhá. Phần này thì hoàn toàn trên bốn cánh là bọc da hoàn toàn luôn này. Da cao cấp hoàn toàn luôn, cả kệ tì tay này nữa các bác nhá. Keo chỉ thì là keo chỉ zin luôn. Cho các bác đi check hãng thoải mái luôn. Đấy,
tất cả những cái bước lên xuống này, bước lên xuống đều lốp chống xước hết rồi. Đây, ghế bọc da zin thông hơi đây. Zin xịn nguyên bản theo xe nhé quý cô bác, quý anh chị nhá. Kệ tì tay rất là đẹp luôn. Đó. Rồi, tiếp tục chúng ta sẽ đi đến phía sau này. 2.0. Và chiếc xe này theo thông số của nhà sản xuất thì nó rơi vào 7 lít 6 trên 100 km được hỗn hợp. 7 lít 6, mức tiêu hao nhiên liệu của nó đấy ạ. Đây ạ. Rồi ốc đinh tán này, rồi hai bên máng nước phía sau đây. Đấy. Zin đẹp luôn nhá quý cô bác quý chị nhá. Phần bên đây cũng vậy này. Đấy. Zin đẹp luôn cho thể quý cô bác quý chị cùng xem luôn. Nắp cốp đít phẳng lừ luôn đây. Đấy. Nắp cốp đít phẳng lừ đây nhá quý cô bác chị nhá. Đây ạ. Đấy. Xe này cực kỳ chất luôn. Không lỗi. Phía sau đây thì chúng ta thấy là cái con CX5 này nó có một cái khoang hành lý cực kỳ rộng. Cực kỳ rộng luôn nhá quý cô bác quý anh chị nhá. Cực kỳ rộng luôn. Ngồi thoải mái luôn. Đây ạ. Lốp sơ cua này. Đó. Lốp dự phòng đây gần như chưa hạ luôn, ta lông còn nguyên này. Đấy, gần như mới luôn cho các anh em. Gần như là mới tinh luôn. À, đầy đủ luôn. Phía sau này thì có hết cả đèn luôn. Đèn đây. Đó. Khi chúng ta bật lên nó sẽ sáng. Bật lên. Và có cả những cái móc để chúng ta có thể treo đồ đây, hai bên. Hai bên nhá quý cô bác quý chị nhá. Phía sau này thì cũng có cổng điện sạc 12V. Đầy đủ cho toàn thể quý cô bác quý chị. Xe thì rất là đẹp. Đây ạ, chúng ta xem tiếp. Đây ạ, táp ly này. Cánh cửa đây. Bao zin luôn cho toàn thể quý cô bác quý chị nhá. Đây cũng vậy này. Đấy, tất cả các chi tiết luôn. Phần này thì trên 4 cánh cũng đã nói rồi đúng không ạ? Bọc da xịn, zin xịn nha các anh nhá. Đấy. Zin xịn nguyên bản theo xe. Phần bên đây cũng vậy này. Đó. Đây. Cho các bác cùng chiêm ngưỡng em nó. Một siêu phẩm đến từ nhà sản xuất của Mazda. Đấy. Phần này là bọc da zin xịn này. Kệ tì tay cũng vậy đấy nhá các bác nhá. Đấy. Và trên 4 cánh thì nó có cái phần sần này, cái phần nút bấm này thì nhìn rất là bắt mắt luôn. Rất là đẹp luôn. Tay mở khóa trong bằng với lại cái đây phần option này. Đều là mạ chrome cao cấp. Đấy. Loa boss đây nha các bác nhá. 4 cánh loa boss. Cực kỳ chất luôn đây, soi bên trong nội thất cho các bác xem một chút nữa đây. Đấy. CX5 này mà không đi thì đi cái gì nữa ạ? Đấy. Không đi thì đi cái gì đây? Mời quý cô chị chúng ta sẽ xem tiếp. Xem đến phần động cơ của em này. Động cơ của chiếc CX5 này. Chiếc Mazda CX-5 này trang bị động cơ 2.0. Và mức tiêu hao nhiên liệu của nó theo đúng thông số của nhà sản xuất thì nó rơi vào 7,6 lít trên 100 km đường hỗn hợp. Và hơn 6 lít trên 100 km đường trường thôi. Khá là tiết kiệm nhiên liệu nha quý cô bác quý chị nhá. Đây, những cái thanh răng bên trên đây. Đó. Đấy, hai bên đây. Đúng không ạ? Xe thì khá là đẹp luôn cho các bác. Rồi đây ạ. Nắp capo phẳng lừ này. Tất cả các lỗ tròn xe đây nhá quý cô bác quý chị nhá. Nắp capo phẳng lừ luôn cho các bác luôn. Con này máy số zin hết nha các anh nhá. Máy số zin hết. Đây ạ, cục bát bèo này, rồi ắc quy này. Đấy, còn nguyên zin luôn. Máy móc thì sáng choang đây ạ, cho toàn thể quý cô bác quý chị đây. Đấy, máy móc sáng choang luôn. Còn bên đây. Đó, tất cả các chi tiết luôn, cụm phanh Everest thì đây, cụm ABS nó đặt ở trên này nha các anh nhé. Dưới đây, máy móc sáng trang luôn cho các bác luôn. Đấy, chúng ta xem bên trong này. Sáng trang luôn nha quý cô bác quý chị nhá. Đấy, cực kỳ chất đẹp luôn cho toàn thể quý cô bác quý chị. Những thanh răng ngang bên trên này nó còn nguyên luôn. Vâng, vừa rồi em Công đã làm video chi tiết về chiếc Mazda CX-5 sản xuất năm 2015 phiên bản số tự động động cơ 2.0. Giá chào bán gửi tới toàn thể quý cô bác quý chị với giá bán là 595 triệu đồng. Vậy quý cô bác quý chị nào mà đang cần tìm cho mình một chiếc Mazda CX-5 2015 số tự động 2.0 như này thì hãy liên hệ với Công Ô Tô qua số hotline của em là 0984 883 950 để được hỗ trợ tư vấn mua bán trực tiếp cũng như đặt lịch hẹn xem xe và giải đáp tất cả những thắc mắc của toàn thể quý cô bác quý chị về hỗ trợ vay vốn, thủ tục làm trả góp ngân hàng. Quý cô bác quý anh chị nào mà chưa đăng ký kênh thì quý cô bác quý chị hãy vào đăng ký kênh, bấm thông báo, bật theo dõi để không bỏ lỡ những video mới nhất của Công Ô Tô về những mẫu xe tiếp theo của Công, cũng như là những khung giờ phát sóng livestream của em vào lúc 7:30 buổi tối tất cả các ngày trong tuần nha quý cô bác quý chị nhá. Cảm ơn toàn thể quý cô bác quý chị đã luôn đồng hành và ủng hộ Công Ô Tô.
Hẹn gặp lại quý cô bác, quý anh chị vào những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.